test hai bộ đèn năng lượng mặt trời gửi cho anh Hậu nhá. Đấy, anh Hậu đã chọn mua hai bộ đèn năng lượng mặt trời. Hiện tại thị trường đèn năng lượng mặt trời phải nói thật sự nó hoa mắt luôn anh em ạ. Nhưng mà anh em mà quất được bộ này thì đúng là hết nước chấm anh em. Đây, hai bộ anh Hậu anh đặt đây. Bộ này sẽ bao gồm là một tấm pin anh em nhé. Hai bộ ấy thì một bộ sẽ bao gồm một tấm pin này, một thân đèn này, một cái trụ ống cắm này, một giá bắt này, một giá xoay này, cộng điều khiển này, cộng một cái linh kiện đi cùng để lắp anh em nhé. Thế là bộ đèn sẽ có như vậy. Đấy. Và thông số đèn như sau này. Cái đèn này trang bị là 650 hạt led sáng anh em nhé. 650 hạt này. Trang bị cho anh em pin là 42.000 mAh này. Là có 7 viên nhá. Ở trong sẽ có 7 viên. 7 viên 6.000 là được 42 anh em nhá. Cộng với cả tấm pin này, tấm pin kích thước của nó này. Tấm pin này của nó sẽ là 70 x 35 anh em nhá. 70 cm x 35 cm nhá, tức là loại siêu to luôn đấy. Nếu mà nói trong khu khung đèn hiện tại bây giờ mà nếu nói bán thì ít người bán đèn loại to lắm. Bởi vì đèn to này nó sáng em ạ. Nó sáng nhưng mà vấn đề là vận chuyển nó cồng kềnh và nhiều người ta không khoái bởi vì nó to quá. To và nó sáng quá. Đấy, chứ còn lắp lên treo lên thì thôi siêu sáng luôn anh ạ. Đây. Đèn sẽ trang bị cho anh em quả này nhá. Quả đèn báo nhá, 1 2 3 4 5, 5 vạch. Đèn xanh sẽ là sáng, là full pin, là đầy điện. Thế còn bây giờ nó đang báo là điện khoảng tầm 50% anh em ạ. Và test cho anh em xem nhá. Test qua mải ngày thật ra thì nhìn nó không được chính xác đâu. Nếu mà muốn chính xác nhất thì anh em phải nhìn thực tế ban tối ấy. Hoặc là anh em có máy đo lắc ấy, thì đảm bảo chuẩn luôn. Còn nếu mà anh em mà muốn biết nó độ đáng đồng tiền bát gạo đâu thì anh em chỉ cần nhìn cho mình ở cái chip led ấy, 650 hạt, tức là cực kỳ nhiều luôn anh em ạ. Và quả pin nó to. Đấy, khi mua cái đèn năng lượng mặt trời cần chú ý cái thông số này thì sẽ ra được cái đèn là chính xác là chất lượng bao nhiêu và tại sao phải mua cái loại đèn ý. Còn các cái đồ khác thì gần như là nó như nhau hết, phải cái trụ này, khung bắt này, điều khiển này và phần mềm điều khiển thì nó gần như là như nhau, nhưng mà nó sẽ ăn tiền ở cái quả pin bên trong và cái số hạt led và cái tấm pin anh em nhé. Để thông số đo để test cho anh Hậu hai bộ gửi về đây. Nói chung là lắp bộ này thì dùng cứ khoảng tầm 10 năm 7-10 năm. Dùng lâu thì nó sẽ có phát sinh vấn đề là có thể bị hết pin nó chai ấy, nó kiểu như điện thoại ấy, dùng khoảng 3 năm pin chai. Thì dòng này với cái cường độ ngày nào cũng chạy ngày một lần thì sẽ được tầm khoảng 6 năm đến 7 năm nó pin nó chai thì anh em sẽ tháo ra thay pin là lại dùng bình thường. Đấy. Ngon luôn. Đấy, cho anh em dạo qua một vòng thông số máy. Nói chung là đèn sáng lắm anh em ạ. Đây là ban ngày chứ còn ban tối anh em nhìn thôi. Vĩ đại luôn anh em ạ.